Xin chào các bạn, theo yêu cầu của một vài bình luận thì muốn là Tùng chia sẻ điệu Samba thì Tùng cũng sẽ chia sẻ đầy đủ các điệu trống ha. Samba là một cái điệu trống nó rất là khó và phổ biến ở Brazil, có nguồn gốc từ Brazil ha. Thì đây là cái nội dung, cái cuốn giáo trình mà Tùng đang soạn ra để dạy cho những bạn học trực tiếp và online ha. Thì một cái bài học Tùng luôn luôn chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên là phần liên quan tới nhạc lý. Phần thứ hai là cái phần thực hành cơ bản. Đây là cái phần mà Tùng yêu cầu học viên phải tập được ha. Và cái phần thứ ba là phần thực hành nâng cao, thì nó gồm những cái câu báo và những cái bài luyện tay. Ok, ngày hôm nay thì Tùng chỉ chia sẻ cho các bạn là một like đầu tiên thôi. Các bạn tập, đây là cũng là cái bài tập mà Tùng học ở nhạc viện ra ha. Thì những cái phần phía sau là những cái phần mà Tùng sưu tập cũng như là tham khảo những tài liệu nước ngoài để soạn lại chia sẻ cho các bạn. Thì Samba thì ở Việt Nam thì chủ yếu là chúng ta thấy nó xen kẽ khi mà chúng ta đánh những cái điệu như là cha cha, disco hay là sun, thì những cái điệu nhạc nó nhanh nhanh như vậy thì thường nó sẽ kết hợp vào những cái đoạn điệp khúc, nó sẽ tạo ra một cái màu sắc mới, cái sự cuốn hơn, sôi nổi hơn cho những cái điệu đó. Chứ Tùng cũng chưa có thấy bài hát nào của Việt Nam mà nó từ đầu tới cuối nó là điệu Samba ha. Thì bạn nào biết hoặc là có những bài hát nào Samba của quốc tế hay thì các bạn để lại bình luận để Tùng sưu tập, Tùng soạn lại đầy đủ nốt để đóng thêm một cuốn sách. Để sau này các bạn có nhu cầu cần tham khảo thì các bạn có thể mua ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần thực hành bài đầu tiên.